Chào bà con, chào các bác. Hôm nay Phương Bò đến nhà bác Châu ở Đại Tự, nhờ bác chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi bò 3B và các bác tham khảo. Những cái dàn bò này chắc bác lấy giống hết rồi đúng không? Có 2 con, 50 con là không có chuyện. Con nuôi con này là được bao ngày anh? Con nuôi con này này. Con nuôi con đây là được gần 2 tháng rưỡi rồi. Con gì? Con gần 2 tháng rưỡi rồi. Ôi giời. Bác bật cái bóng điện ra. Bò đấy là mẹ nó là con chim lùn đấy. À. Mẹ nó là con chim lùn. Con man này của con này của bác lấy giống chưa? Man lấy giống được 3 tháng. Con nó chui trong. Đấy, nuôi dàn bò lái toàn hàng. Như 3B này chính xác bác nuôi thường thường 51 không? Hả? 51 không? 3B. 3B ạ. Đó. Con 51 cũng có 50 hơn 5 tí đấy đó. Nó tùy theo. Nó như con đỏ chứ có gì đâu. Chắc lọ vẫn giống nhau hết. Không, nhưng mà 3B nó vẫn mắn giống hơn đấy. 3B mắn hơn đúng không? Đúng. Em thấy như nhà ấy trên kia. Chưa đầy 2 năm nó đẻ rồi này. Ê, có là chưa đầy 2 năm nó đẻ rồi. Em thấy mấy nhà bên kia là nuôi là toàn 51 thôi. 3B. 3B đấy. Cái con bé bé này con của con chim lùn kìa. Chưa đầy 2 năm nó đẻ. Rồi. Đây tình 3B này. Hai con này là con lấy giống bao nhiêu bao nhiêu? Con nào lấy giống cao hơn? Nhiều hơn. Con lấy giống nhiều hơn. Con này được mấy tháng? Con này á. Con lý là gần 4 tháng. Con này mấy hôm nữa được 4 tháng rồi, con kia 4 tháng rồi. Con này. Con rồi. Rồi. Con này sắp sửa cũng gần 4 tháng. Nói chung là sinh nhưng mà anh thấy nuôi cái nó mắn hơn đúng không? Mắn hơn. À. Thế là đẻ tất cả là tất cả bao nhiêu lái 3B rồi? 7 lái 3B. Nuôi này hầu như người ta nuôi quen. Cái con này á là con của con chim lùn kìa. Con này gì? Con mẹ này đang nuôi con là con của con chim lùn kìa. Con chim lùn trong. Đấy. Con của con chim lùn lứa thứ 3. Mà rắc vẫn là rắc bỏ bộ về nấu hả ạ? Con này con quen mũi. Con hàng cho tây nó chê cái mũi. Chả nhéo sợ mũi. Cái gì là không cần xe bò bán bò già giả thì luôn trên này đâu mà không sao chứ chắc là bác tức là 7 lái 3B à? 7 lái 3B nuôi thấy đẻ ăn uống bình ăn đẻ tốt như nuôi bò 3B nó còn ăn tốt hơn là bò đỏ. Ăn thì tốt rồi nhưng ý là cái chất đẻ chứ mình đẻ thôi. Tốt chứ sao có gì đâu, những cái kỹ thuật chăm sóc mình vẫn chăn bình thường như bò kia, bình thường như nó dễ nuôi dễ chăn hơn bò kia. Ừ. Nhiều bò về nó phàm ăn hơn. Loại này thì ăn thì đẳng cấp rồi. Con này được 10 tháng rồi. 2 tháng á? 2 tháng rưỡi. 3 tháng. 2 tháng rưỡi. Thế bỏ mẹ nó đi giống rồi. Sắp đi giống rồi đấy. Ra điện thoại sắp báo vẫn đi giống rồi. Đấy, 2 tháng, 2 tháng rưỡi là nó đi giống hết rồi. Toàn 3B chứ, có gì đâu. Toàn nuôi tất 3B. Cặp này chính xác là con bác ơi. Cặp này là con mẹ này được bao ngày à, con được bao ngày à? 2 tháng mấy mai kia được 8 là như được 2 tháng rưỡi. Là 2 tháng hơn 2 tháng nhỉ. 2 tháng 12 3 ngày. Đấy đẻ nứa đầu tiên đúng không? Con của con này chưa đầy 2 năm nó đẻ rồi. Trên này nuôi quen 3B, nhà nào toàn 3B hết. Chưa đầy 2 tuổi đã đẻ. Vâng. Nếu để nói nhá, con mẹ đó là cái trước là nó rắc của bộ.
Chỉ còn tất cả đàn bò là tôi mua cho hết. Đang muốn hỏi ông để cháu chia sẻ giúp cho anh em nó cái cách nuôi bò ba b đấy. Cái lúc đẻ thì nó bình thường không? Có nghĩa là riêng bò b nó ăn phản khi lấy giống được, tóm lại trong vòng 3 tháng thì ăn vô tư. Thế nhưng mà 4-5 tháng trở đi mình cỏ cũng không phải, không nên cho ăn đủ. Tóm lại là cho ăn nó vừa phải thôi, đúng không? Cỏ nó ăn phàm như này không? Nấp cho nó nhiều vào là nó mai cái con nó khó đẻ. Tóm lại là cứ từ 3 tháng đổ đi là mình. Tóm lại là cứ 5-6 tháng trở đi, còn tầm 5 tháng trở lại nó cho ăn thoải mái. Chăn bình thường đi. Trong cái lúc rồi. 4-5 tháng là nó có nuôi chắc nó. Đấy là lúc mình nó mang bầu chứ còn nó đẻ thì nó vẫn thế như bò ta thì có gì. Bò ta nhưng mà có nghĩa là mình cho ăn vừa thì con nó nhỏ thì nó dễ đẻ. Đúng rồi. Tức là mình giảm. Đấy, bò thôi lứa đầu rồi. Mồ mẹ nó cái kia nó cũng đẻ được cũng gì đâu. Trong vòng 3-4 tháng đã lại thì cổ nó cám. Đấy, lứa đầu tiên rồi. Đẻ rất là ok luôn. Từ lúc ấy là đi thì mình đấy, sữa rất là mát này. Nuôi con 3B, nói chung nếu để nói 3B sữa của nó đẳng cấp, nếu để nói bình thường của nó là như thế. Ở bên trong chuồng trong kìa. Rồi cho bác em xem cái. Tết bán một con nó một cái 20 triệu. Rồi, toàn nếu, 3B đúng không? Nếu mà con này mà con ấy được lúc bây giờ cũng phải 27 28 triệu. Hai con này là bác đẻ một lứa hết rồi. Không, con kia đẻ một lứa, bây giờ đang có chửa, còn con này có chửa lứa đầu sắp đẻ. Đây hai con ngoài là con này là đẻ một lứa này. Bây giờ đang có chửa. Còn con này thì chửa 8 tháng. Vâng. Chắc hơn tháng rồi đẻ. Ngoài 8 tháng. Coi kỹ thuật chăm là chủ yếu nhất là mình có lúc tầm 3-4 tháng là mình cứ 4-5 tháng đầu cho ăn vô tư. Từ rồi. Đấy đi ăn đói rồi. Đấy. Bởi vì là ăn đói là nó không bỏ, nó hơi sơ bỏ tí thôi. Nó không nuôi xác, nó không nuôi thai. Đây con này hôm nay nó đẻ lúc đầu tôi nhờ người để lôi, đã chưa kịp lôi đã tọt ra rồi. Bảo ông tên gì nhỉ? Tôi tên là Châu. Châu à? Đấy, ông chia sẻ cái cách nuôi bò 3B. Đấy, chuồng này tôi có 200 lượng con chuồng thôi, tôi mấy năm nay vậy. Nói chung là đây, toàn tất 3B, gần như 3B hết gì. Con này là để được bao ngày? Bao ngày ông ơi? Tháng rưỡi. Tháng rưỡi. Tháng già tháng rưỡi, gần tháng này. Đấy, toàn bộ 3B là cây lái. Cái con này ấy, bởi vì lý do nó to này thì là mình mua về là mua cũng mua bò có chửa. Vâng. Thế ở cái chính cái bò này là lúc trước là được làm đánh giống không được. Bán về cho Tiến bên Phương Đình. Vâng. Thì Tiến Phương Đình đánh giống được thì là nó kiểu nó chậm giống thì nó bao giờ nó to phát triển hơn. Rồi. Con kia nó như người đẻ sớm thì nó phải nuôi con, nó phải kém phát triển mẹ. Vâng. Các con bỏ nhé. Chưa được 2 tuổi đấy. Nên nói chung là 3B biết cách nuôi nó rất đơn giản đúng không? Đói này nuôi nói là nếu ba bê nó còn giữ mình hơn bò đỏ. Đúng rồi, cái dòng này mới đi hai nó dễ chăm sóc, dễ ăn uống tốt. Nó ăn phàm nó cho nên là đấy. Khi mình chụp mà nó có chửa 5-6 tháng trở đi mà cho ăn phàm thì nó con nó sẽ to. Vâng. To nó sẽ khó đẻ. Chứ còn nếu bò dạ mà đã biết rồi đấy thì cũng không sợ lắm. Vâng. Ông như con này thế vậy, con này đẻ chưa chia sẻ kịp kinh to nghiệm. Đâu. Đấy, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi ba bê, nói chung là cứ đến từ có tầm độ có chửa độ 4-5 tháng rồi đi là mình giảm ăn. Kể cả bò sữa thế thôi. Rồi. Sữa rồi. Tóm lại là như bò sữa thì chúng nó vẫn cho ăn. Lúc đầu thì 6 tháng thì đi nó mới giảm, nhưng bò sữa thì nó vẫn phải cho ăn thì nó bắt sữa. Vâng vâng. Đấy gọi là cảm ơn ông.